Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 135. Hallelujah, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ đứng trong nhà Đức Giê-hô-va, tại hành lang của nhà Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy ngợi khen Ngài. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện. Khá hát ngợi khen danh Ngài, vì ấy là vui. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho mình, lấy Israel làm cơ nghiệp riêng của Ngài. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trỗi cao hơn hết các thần. Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, hoặc trên trời dưới đất, trong biển hay là trong các vực sâu. Ngài khiến mây bay lên từ nơi cùng đầu đất, làm chớp nhoáng theo mưa, khiến gió ra từ các kho tàng của Ngài. Ngài đánh giết các con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ loài người cho đến loài thú vật. Sai đến giữa Ê-díp-tô những dấu kỳ phép lạ, hại Pha-ra-ôn và hết thảy các tôi tớ người. Cũng đánh bại lắm dân tộc lớn và giết các vua mạnh mẽ, tức là Si-hôn vua dân Amorít, Ác vua Ba-san và hết thảy vua xứ Ca-na-an. Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp cho Israel là dân sự Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, danh Ngài còn đến đời đời, kỷ niệm Ngài trải qua đời này đến đời kia. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét dân sự Ngài và đổi ý về việc những kẻ tôi tớ Ngài. Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng là công việc tay loài người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, và miệng nó không hơi thở. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Hỡi nhà Israel hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà A-rôn hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà Lê-vi, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, khá chúc tụng Đức Giê-hô-va. Đáng từ Si-ôn chúc tụng Đức Giê-hô-va, là đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem. Hallelujah. Chương 12. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bethany, nơi La-sa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. La-sa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giu-đa Iscariốt là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: "Sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn-nhê đặng bố thí cho kẻ nghèo?" Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Hãy để mặc người. Người đã để dành dầu thơm này cho Ngài chôn xác ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn." Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Giê-xu có tại đó bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem La-sa-rơ là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-sa-rơ nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giê-xu. Qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem, bèn lấy những lá kè ra đón Ngài và reo lên rằng: "Hô-sa-na, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến là vua của Israel." Đức Chúa Giê-xu gặp một con lừa con, bèn lên cởi y như lời chép rằng: "Hỡi con gái thành Si-ôn, chớ sợ chi, này vua ngươi đến, cởi trên lừa con của lừa cái." Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó, nhưng đến khi Đức Chúa Giê-xu đã được vinh hiển mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài, và người ta đã làm thành cho Ngài. Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu La-sa-rơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. Nhưng đó người Pha-ri-si nói với nhau rằng: "Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết,
kia cả thiên hạ đều chạy theo người. Và trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ có mấy người Grec đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilee mà xin rằng: "Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu." Philip đi nói với Andre, rồi Andre với Philip đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: "Giờ đã đến khi Con Người sẽ được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh Cha." Bây giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: "Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa." Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng thì nói rằng ấy là tiếng sấm. Có kẻ khác nói: "Một vị thiên sứ nào nói với Ngài?" Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: "Ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta." Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Đoàn dân thưa rằng: "Chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói Con Người phải bị treo lên? Con người đó là ai?" Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: "Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu, hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng? Kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng." Đức Chúa Giêsu phán như vậy, rồi đi và ẩn mình cách xa họ. Và dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài để được ứng nghiệm lời này của Đấng Tiên Tri Ê-sai: "Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?" Vả lại chúng không thể tin vì Ê-sai lại có nói rằng: "Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và ta chẳng chữa lành cho." Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Nhưng trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giêsu, song vì cớ người Pha-ri-si nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng? Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Tuy vậy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: "Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta là thấy Đấng đã sai ta đến. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Lại, nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó, vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng Cha sai ta đến đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy những điều ta nói thì nói theo như Cha ta đã dặn." Chương 3. Ta là người đã thấy khốn khổ bởi gậy thạnh nộ của Ngài. Ngài đã dắt ta và khiến ta bước đi trong tối tăm, chẳng bước đi trong sáng láng. Chắc Ngài trở tay cả ngày nghịch cùng ta nhiều lần. Ngài đã làm hao mòn thịt và da, đã bẻ gãy xương ta, đã xây đắp nghịch cùng ta, vây ta bằng mật đắng và sự nhọc nhằn, khiến ta ở trong nơi tối tăm như người đã chết từ lâu đời. Ngài đã bao bọc ta bằng tường mà không cho ra, lại làm cho nặng xiềng ta. Khi ta kêu la và xin cứu, Ngài bịt tai
chẳng nghe lời cầu nguyện. Lấy những đá đẻo lấp lối ta, Ngài đã làm cho đường nẻo ta quanh quẹo. Ngài đối với ta như gấu rình rập, như sư tử nơi kín đáo, khiến ta lạc đường và vồ xé ta, cho ta phải sầu não. Ngài đã dương cung và chọn ta làm trồng cho tên Ngài. Ngài đã khiến tên trong bao ngài vào trái cật ta. Ta làm trò cười cho cả dân ta, họ lấy ta làm bài hát cả ngày. Ngài đã cho ta đầy dẫy sự đắng cay, cho ta no nê bằng ngải cứu. Ngài đã lấy sỏi bẻ răng ta, vùi ta vào trong tro. Ngài khiến hồn ta xa sự bình an, ta đã quên phước lành. Ta rằng, hết sức mạnh ta, dứt lòng trông đợi Đức Giê-hô-va. Hãy nhớ đến sự hoạn nạn và khốn khổ ta là ngải cứu và mật đắng. Hồn ta còn nhớ đến và hao mòn trong ta. Ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói, Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ. Phải, nó phải ngồi một mình và làm thinh, vì Ngài đã gán ách trên mình. Nó khá để miệng trong bụi đất, hoặc giả sẽ có sự trông mong. Nó khá đưa má ra cho kẻ vả, khá chịu đầy nhuốc nha. Vì Chúa chẳng hề bỏ cho đến đời đời, dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. Khi người ta dày đạp mọi kẻ tù trong đất, khi uống công lý đoán của người trước mặt đấng rất cao, khi điên đảo ai trong sự xét đoán, thì Chúa chẳng ưng chịu. Nếu chẳng phải Chúa truyền lệnh, ai hay nói ra và sự ấy được thành? Há chẳng phải từ miệng đấng rất cao ra tai họa và phước lành? Cớ sao người đang sống phàn nàn vì chịu hình phạt về tội lỗi mình? Chúng ta hãy xét và thử đường mình trở về cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy giơ lòng và tay lên đến Đức Chúa Trời trên trời. Chúng tôi đã phạm phép, đã bạn nghịch, Ngài đã chẳng dung thứ. Ngài lấy giận che mình và đuổi theo chúng tôi, giết lát chúng tôi chẳng thương xót. Ngài ẩn mình trong mây, đến nỗi chẳng lời cầu nguyện nào thấu qua được. Ngài làm chúng tôi ra của bỏ, ra đồ rác rến trong dân sự. Mọi kẻ nghịch thù há miệng rộng nghịch cùng chúng tôi. Chúng tôi đã mắc sự sợ hãi, hầm hố, hủy diệt và hư hại. Mắt tôi chảy dòng nước vì gái dân tôi mắc diệt vong. Mắt tôi tuôn nước mắt, không thôi cũng không ngớt, cho đến chừng nào Đức Giê-hô-va đói xem từ trên trời ngó xuống. Mắt tôi làm khổ linh hồn tôi vì mọi con gái của thành tôi. Những kẻ vô cớ thù nghịch tôi đã đuổi tôi như đuổi chim. Họ muốn giết tôi nơi ngục tối và ném đá trên tôi. Nước lên ngập đầu tôi. Tôi nói, ta phải chết mất. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi từ nơi ngục tối rất sâu kêu cầu danh Ngài. Ngài chắc đã nghe tiếng tôi. Xin đừng bịt tai khỏi hơi thở và lời kêu van tôi. Ngày tôi cầu Ngài, Ngài đã đến gần tôi, đã phán cùng tôi, chớ sợ hãi chi. Hỡi Chúa, Ngài đã đối nại việc hồn tôi là đấng chuộc mạng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã thấy người ta hiếp đáp tôi, xin đoán xét việc tôi. Chúng nó báo thù, lập mưu hại tôi thì Ngài đã thấy hết. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe chúng nó sỉ nhục, bày mọi mưu trước nghịch cùng tôi. Những môi miếng của kẻ giấy nghịch cùng tôi và mưu kế lập ra hại tôi cả ngày.
Xin Ngài xem sự ngồi xuống và đứng dậy của chúng nó. Tôi là bài hát của chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo trả chúng nó tùy theo việc tay chúng nó làm. Ngài sẽ ban lòng cứng cỏi cho chúng nó, sự rủa sả giáng trên chúng nó. Ngài sẽ lấy cơn giận và đuổi theo, hủy hoại chúng nó khỏi dưới trời của Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.